Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lại về được tiếp cho anh em một cặp loa Buxell của Hitachi LD, con này HS3 anh em nhé. Này nó được trang bị bát của nó là bát 22. Gân của nó là gân vải xếp. Gân vải xếp. Cái gân này là chỉ có bên Hitachi LD có đấy anh em nhé. Mà của nó là bằng giấy. Bên trong cái gân này nó còn đổ thêm một lớp keo nữa đây này. Keo như kiểu keo dưỡng gân ấy. Màu đen. Trang bị của nó là một con mít và một con chép titan anh em nhé. Mít titan, đôm titan nhé. Và một con chét đôm titan nữa, củ to bằng mặt luôn, rất là gấu. Đấy, cái vành này là vành bằng gang anh em nhé, cái vành này bằng gang. Bên trong phân tần rất là gấu luôn, đầy đủ hết. Vỏ của nó là màu bánh mật rất là đẹp anh em nhé, đấy, màu bánh mật này, màu của vỏ khá là đẹp anh em nhé. Nó có chấm phẩy vài chỗ đây, ở trên cái vỏ của nó có chấm phẩy chỗ nhẹ nhẹ như này, anh em nhìn kỹ nhé. Nói chung không đáng kể, nhìn tưng nhìn, nhìn soi kỹ thì mới thấy khó chịu, chứ còn nếu mà bình thường nhìn có qua thì không, không lộ đâu anh em nhé. Và khá là đẹp, một cứng cáp vuông vắn, thiết kế dạng này dạng loa Buxell anh em nhé. Lưới loa đầy đủ logo hết đây, phía sau của loa đây vuông thành sắc cạnh đấy, loa vuông vắn anh em nhé. Loa rất là vuông vắn cả hai chiếc. Đấy, nó có cũ theo thời gian thôi, nó gần 30 năm tuổi rồi, nó cũ theo thời gian nhưng mà được cái là rất là ngon anh em nhé. Zin đét 100%, rất là ngon. Đây. Trở kháng là 6 ôm, công suất của 80W một loa. Đấy. Bát chính của nó là 20 cm nhá, nếu mà anh em đo hết vành của nó là 24. Hết vành của nó là 24 đấy. Mít lòng lòng mít là 2,5. Lòng con chép là 1,4. Hitachi LTD Onkyo Japan. Made in Japan anh em nhé. Đấy, sản xuất tại Nhật luôn. Đây em đo kích thước cho anh em. Được cái là rất là ngon, mặt tiền rất là đẹp, ngon anh em về sử dụng anh em nhé. Chiều cao của một loa là 43. Chiều sâu của một loa khi đóng lưới và nó là 22 anh em nhé. Chiều ngang của một loa là 24, 24 mấy đấy, 2,3 gì đấy. Cho là 24 đi. Cái giá thì anh em sở hữu cặp này nhé, nếu đúng ra nếu mà đẹp mà hết đẹp đen keng ấy mà đằng sau đít nó không ở cũ cũ như này ấy, thì em để với cái giá khoảng 2 triệu 8 anh em nhé. Cặp Buxell này khoảng 2 triệu 8 đấy, hiện tại em để thanh lý cho anh em 2 triệu 3 thôi anh em nhé. 2 triệu 3 anh em nhiệt tình chuyển khoản đầy đủ, em bao ship cho anh em luôn với giá 2 triệu 300 nghìn. Rồi. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.